Có một số bác, một số anh em đang chạy những con xe đắt tiền, những con xe tiền tỷ hoặc là một vài tỷ. Nhưng với một số anh em đang chạy một con xe cỏ, một con xe còn rẻ tiền thì chắc hẳn nó cái độ ổn định nó sẽ không cao. Còn những cái bác mà đi những con xe tầm trung thôi, nhưng mà ví dụ như kiểu Toyota Vios, Mitsubishi Xpander hoặc là Mazda 3 hoặc là một số dòng xe của Hàn nhưng mà đã được khẳng định thương hiệu khá là tốt rồi, đó là Kia Cerato, một con xe rất là thời trang mà các bạn trẻ đang rất là thích. Mình cũng thấy là nó khá là thời trang. Hoặc là Hyundai Elantra, những cái con xe mà người ta gọi là nhiều option hơn là xe Nhật thì nó tương đối là nó ổn định, và những cái dòng xe tầm trung bình khá rồi thì nó sẽ khá là ổn định trong một khoảng thời gian khoảng độ 2 đến 3 hoặc là 5 năm khi các bác mua xe mới. Thì mua xe mới thì những cái thứ nó mới xuất xưởng nó sẽ ít xảy ra những cái vấn đề mà nó trục trặc. Còn những cái con xe tuổi thọ đâu đó khoảng 10 năm, 8 năm hoặc là 12 năm thì chắc chắn nó sẽ gây ra những cái hư hỏng bất chợt. Cái con xe của em đã chia sẻ các bác trong một số video clip. Con xe này thì em mua được của dân thì nó cũng tương đối là ổn. Nhưng nó đang có hiện tượng là hao hụt nước và em đã khắc phục được, thì em rất muốn chia sẻ cho các bác là mình nên chú trọng điều gì. Kể cả các bác đi xe mới mà nếu các bác mà sơ ý bỏ qua điều này thì chắc chắn con xe của các bác cũng sẽ bị hao hụt nước. Còn ở xe máy thì ở cái bình nước phụ thì em chưa thấy là nó nhanh hụt như ô tô. Nhưng riêng ô tô em thấy là nếu như các bác mà không chú ý nó sẽ nhanh hụt, mà các bác cứ mở cái nắp bình nước phụ ra là nước mát đấy, cái nước mát thì sẽ bị hao hụt nước nếu như các bác làm không đúng cách. Và cái con xe dù là đắt tiền hay là rẻ tiền thì các bác cũng nên chú ý, những cái con xe đắt tiền thì hay là còn mới thì chắc chắn là nó sẽ không bị dò cái đường nước, còn những cái con xe mà cũ rồi chắc chắn là dễ bị dò đường nước. Hiện tại thì con xe của em chạy được mấy tháng thì nó tương đối ổn định, nước mát không cạn. Nhưng có một hôm em đi em hay mở cái nắp ra. Đây, các bác hãy cùng đến đây và xem cái con xe của em nó như thế nào. Hiện tại là em đã tìm ra cái nguyên nhân của nó thì em muốn chia sẻ đến tất cả các bác. Em muốn chia sẻ đến tất cả các bác để các bác nào mà chưa có tiền chạy xe xịn sò thì các bác mua được con xe nó rẻ tiền nhưng mà các bác vẫn làm sao để nó con xe nó ổn định nhất. Đấy, em thường nói vui với tất cả các anh em, nói vui với ngày xưa thì em có chạy xe máy thì cũng chia sẻ với tất cả các bác là bảo là thường thường thì anh em chạy xe thì bảo là những anh em chạy những con xe mà ngày xưa chạy xe máy thì vẫn bảo là quý xe như con, quý xăng như máu. Thì thực tế thì cái con xe nó cũng theo một cái hệ, nó cũng gần như con người. Cái xăng nó cảm giác mình cảm giác như là thức ăn, là nhớt như máu, lọc gió như phổi, và nước mát nó gần như kiểu là cái nước uống hàng ngày của chúng ta, nó rất là quan trọng. Một khi các bác mà đơn giản các bác đi một cái đường dài hoặc các bác thể dục thể thao, nếu như các bác thiếu nước thì chắc chắn các bác sẽ mệt và các bác có thể không chạy được nữa, và các bác sẽ phải ngồi nghỉ. Và cái con xe ô tô hay con xe máy cũng như vậy thôi. Hiện tại những cái công nghệ mới ở trên ô tô hoặc những con xe máy gọi là cải tiến rồi. Ngày xưa thì làm mát bằng gió, nhưng hiện tại thì thường là những con xe tay ga tầm trung hoặc là những cái con xe đắt tiền, thậm chí trên những con xe côn tay cỡ nhỏ thì đều đã sử dụng nước mát và có két nước tản nhiệt, cả quạt gió tản nhiệt các bác nhé. Thì điều này rất là quan trọng. Thì đây em chia sẻ luôn các bác vào vấn đề chính đây.
Con xe này thì em mua được khoảng 5-6 tháng rồi. Thì trong khoảng 3 tháng đầu thì em cũng rất là ưng ý với cái giá tiền mà em bỏ ra và em mua được của một cái bác chủ ở trên thành phố Nam Định. Thì không biết bác ấy có xem một video clip của em không, nhưng mà bác ấy đã lên đời rồi. Bác mua con xe cũng mua lại thôi, nhưng mà mua con Toyota Tiết thì công nhận nó cũng cũng xịn sò, cũng ngon. Đấy, cũng ok. Đấy, ngon thì không phải là ngon nhưng mà nó ổn định chắc chắn. Em quen dùng cái từ ngon thì nhiều bác lại bảo không phải thì là chuẩn bác ạ. Thì em có chạy được 3 tháng. Thì hôm đấy em có bật điều hòa nóng và em thỉnh thoảng em có mở lên em kiểm tra. Xong rồi nó 4 tháng sau thì nó vẫn ổn định. Sau này một tháng tháng thứ 5 thì em thỉnh thoảng em mở ra em kiểm tra xem cạn nước mát không. Thì em nắp vào nó bị cạn nước mát các bác ạ. Cái nước mát này thì em cũng chưa thay, từ khi mua về em chưa thay. Thì em thấy nó còn đầy, còn ngang vạch thì em để vậy. Nhưng khi mà chạy được thêm một tháng nữa thì em mở là lâu lâu em không chạy ấy, thì em thấy cạn sạch nước mát. Thì em lên gala thì người ta có bảo là họ nổ máy lên cho nó họ bảo nổ máy một lúc lâu em để chắc các bác phải nổ máy rồi em phải tầm gần nửa tiếng 20 phút và các bác để không cho xe nó ăn xăng cho nó vui, rồi không phải xe của các bác thì em cũng để cho các bác cũng nổ thoải mái. Thì khi mà nổ xong thì các bác cũng không tìm ra chỗ 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 nào nó rò rỉ nước ấy. Thì các bác bảo đổ nước vào, đổ thêm nước lọc vào đi xem là mình kiểm tra xem là nó như thế nào đã. Rồi nếu như mà nó không không rò thì mình đổ nước mát vào sau thì nó đỡ mất tiền, đỡ tốn tiền. Nếu như mà nó bị rò rỉ ở chỗ nào ấy thì có mà thay vào thì nó sẽ tốn tiền ra và lại phải sửa chữa. Thì em cũng đổ vào chạy được nửa tháng nay rồi thì cũng chưa thấy vấn đề gì các bác ạ. Thì có một cái lưu ý mà khi mà em làm việc với mấy anh em gala á, thì anh em cũng chia sẻ luôn là bảo nếu như mà nó không bị rò nước ở đây và nó cạn thì em có bảo là em có bật cái điều hòa nóng tại vì thời tiết mùa này nó cũng rét rét rồi mà, thì em có bật điều hòa nóng em bảo hay là bật điều hòa nóng nó nhanh cạn nước hơn. À, không phải. À, cái lưu ý quan trọng ở đây đó em hôm nay em muốn chia sẻ với tất cả các bác đó là cái khi các bác mà thỉnh thoảng các bác mở ra kiểm tra á, đây hiện tại thì con xe của em là vẫn là nước ấy thôi, nước 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 lọc thôi, nước lọc đổ thêm thôi chứ không có nước nước mát ở đây. Hiện tại thì các bác bảo trông nó đục ngầu ở đây, đây đây là nước lọc này các bác nhá. Đấy, nó hơi trong và hơi nó bốc nóng ra đây. Vẫn đầy và em đổ vào một tháng, gần một tháng rồi. Ở chạy em chạy quanh quanh gần gần thôi, không chạy xa. Nhưng mà cái vấn đề chính ở đây này, thì em muốn chia sẻ với các bác là có thể nhiều bác bảo là cái này tao chạy suốt có vấn đề gì đâu. Đấy, tao chạy mãi là chả thấy cạn tí nước nào. Nhưng cái đây vấn đề này là cái vấn đề lưu ý đến tất cả các bác, vấn đề lưu ý đến tất cả anh em là như thế nào, tại vì sao nó cạn nước trong khi đó nó không không rò rỉ gì. Và nhất là những cái bác mà đi xe cỏ, đi những cái con xe mà nó đâu đó nó rẻ rẻ tiền tầm 150, kể cả 200 các bác đổ xuống, đổ lại tầm đến 50 triệu, thậm chí các bác chạy con xe 30 triệu thì nó vẫn có một cái gì đó các bác phải lưu ý đến nó, quan tâm đến nó thì nó sẽ mới ổn định được. Còn không các bác chả ngó ngàng gì nó, đến khi nó cạn nước rồi các bác lại tự nhiên các bác đi một chuyến đi xa thì các bác gây là cái hư hại không đáng có và các bác chết máy giữa đường bởi vì con xe nó quá nhiệt, nó không thể nào chạy nổi nữa. Cũng như mà các bác mà chạy đi đường dài mà các bác đi bộ mà các bác không cho các bác uống nước, các bác đi có đi được không? Đi đến nửa đường các bác mệt, các bác ngồi nghỉ. Và con xe thậm chí nó chết máy luôn. Nóng quá nhiệt, báo quá nhiệt là chết máy. Đấy thì cái lưu ý quan trọng là nó không bị rò rỉ gì thì cái lưu ý đây. Lưu ý quan trọng, rất là quan trọng. Ở một con xe ô tô mà như thế này này. Các bác ạ. Thì có cái nắp này nó có cái gioăng cao su. Gioăng cao su các bác nhé. Các bác mà tháo ra ấy, các bác tháo ra đây. Cái len của cái lắp nước mát này này, cái bình nước phụ của nước mát này
nó rất là cứng và sử dụng bằng cái chất liệu cực kỳ tốt, nhựa rất là tốt và cái len nó cũng rất là to. Nhiều những cái anh em mà gala anh em có bảo với em là phải vặn thật chắc vào. Bây giờ nếu như vặn không chắc thì nó sẽ bị rò rỉ, nó không phải là rò rỉ, không trào nước ra luôn, nhưng mà nó sẽ rò một tí, một chút và nó thoát hơi, khi mà nó nóng nên nó thoát hơi, nó sẽ bị cạn nước. Cho nên là các bác phải vặn thật chặt vào. Các bác cầm, các bác phải cảm nhận được vặn chặt vào thì nó sẽ không ra, không xì cái hơi ra, nó sẽ ổn định và nó không bị cạn nước các bác nhé. Đó là em chia sẻ cái kinh nghiệm của em với tất cả các bác nào đang chạy những cái con xe mà cứ thấy cảm thấy nó lâu lâu nó lại cạn nước đấy, lâu lâu nó lại cạn nước, mà trong khi đó con xe mình, thậm chí là nhiều con xe các bác mới mua 1 năm 2 năm mà nó đã cạn như vậy, thì các bác lưu ý cái vấn đề này. Trong này là một cái gioăng cao su rất là chắc chắn, rất là chắc chắn các bác nhá. Thì không có lý gì mà nó lại rò rỉ như vậy, nên các bác có tháo ra kiểm tra á thì các bác vặn thật chặt vào. Nếu như các bác vặn hờ hờ hay là các bác vặn không chặt thì nó sẽ bị cạn cái nước này đi đấy, cạn cái nước này đi. Đây con xe em thì đổ nước mát, đổ nước lọc vào nhá. Sắp tới này em sẽ đi em xúc rửa và em thay nước mới để cho nó ổn định hơn. Đấy, cái vấn đề rất quan trọng là em sẽ vặn, các bác vặn tới tầm các bác siết chặt vào, chứ đừng vặn cái kiểu mà vặn hơi hơi chặt chặt là các bác thôi là không được đâu ạ. Các bác phải vặn lấy sức, các bác vặn chặt vào. Cái len của này, cái này nó rất là chắc. Các bác không phải sợ là nó trờn len nhé, vặn tới tầm siết chặt vào. Thêm 1-2 cm nữa. Khi nào vặn tương đối không xoay được nữa thì các bác thôi. Đó, khi đó thì cái lớp gioăng cao su nó nén thật chặt vào chỗ ấy, thì khi nó nóng nó cũng không xả hơi được ra đây. Đồng nghĩa với cái việc là các bác là không bị rò rỉ cái bình nước phụ này và nó không bị cạn nước mát. Vâng, đó là những cái lời chia sẻ chân thực nhất từ con xe của em đã trải nghiệm sử dụng và nó xảy ra cái hiện tượng như vậy. Lúc đầu em rất vui là khi con xe sử dụng 4 tháng nó không thấy cạn một chút nào, và em thỉnh thoảng em cũng chăm xe các bác thì em bỏ ra em kiểm tra nước mát, em kiểm tra thường xuyên ấy. Lâu lâu em kiểm tra xem nó cạn không, mình bảo là không biết là mua được con xe này, nó mua của dân nó tương đối ổn định, nó ổn định thì mình cũng vui đấy. Còn những cái bác nào mà đang ít ít tiền mà mua con xe cỏ thì em cũng xin chia sẻ một chút cái kinh nghiệm nhỏ nhoi mà con xe em nó cũng từng gặp phải đến tất cả các bác, để các bác mà có gặp tình trạng mà hay cạn nước thì các bác một là các bác đổ đầy nước nước vào nhá, đổ đầy nước lọc vào, rồi các bác vặn thật chặt vào cho em. Các bác cứ chạy khoảng độ tuần hoặc là 10 ngày, các bác kiểm tra hoặc là nửa tháng hoặc là gần 1 tháng các bác chạy, thì khi mà nó không bị cạn nữa thì chắc chắn là cái nắp kia các bác vặn không chặt đấy, chắc chắn là các bác vặn không chặt thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng như vậy. Thì em xin lưu ý các bác như vậy, chia sẻ các bác đấy, thì những cái bác nào mà chạy con xe xịn sò thì chắc chắn nó sẽ đỡ hơn, cái nắp nó kín hơn thì nó sẽ ổn định hơn. Còn những cái con xe cỏ hoặc những con xe cũ thì các bác sẽ vặn cho nó chắc vào để nó ổn định hơn nhá. Em xin chào các bác và xin gặp lại các bác trong những video clip lần sau.